của chị. Thì mình biết rằng là cái dược liệu mình sử dụng á, là cái dược liệu mình thu hái là nó là cái tươi. Nếu như mà đặt điều kiện thuận lợi, nhiệt độ và môi trường ánh sáng nó thích hợp thì nó sẽ nảy mầm, nó phát triển thành cái nó sẽ phát triển ngày sinh trưởng và phát triển. Một là nó hư, hai là nó phát triển chẳng hạn như là hạt ha. Nếu mà nó gặp điều kiện thuận lợi thì nó sẽ nảy mầm. Còn nếu như mà những cái dược liệu mà không thích hợp thì nó sẽ bị hư, hỏng mốc, bị sâu mọt ăn. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải bảo quản dược liệu. Tại vì không phải là dược liệu nào mình mua hái là mình đi sử dụng được liền. Có dược liệu mình bảo quản cả năm, hàng năm trời ha. Cho nên là đó là cái lý do mà chúng ta cần phải biết cái cách mà bảo quản. Và mỗi cái dược liệu khác nhau thì nó cũng sẽ có một cái cách bảo quản khác nhau. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học cái cách bảo quản của từng loại dược liệu. Mục tiêu của bài này đó là mình sẽ trình bày về kỹ thuật bảo quản dược liệu và thành phẩm thuốc y học cổ truyền. Thì hai cái này nó đều na ná tương tự với nhau ha. Rồi tiếp theo là mình phân tích được cái sự ảnh hưởng của những cái cách nhân môi trường ảnh hưởng tới dược liệu của mình và trình bày được cái kỹ năng phơi sấy đó. Mình sẽ có 3 phần. Rồi đầu tiên thì mình sẽ nói sơ qua về những cái cách nhân mà nó ảnh hưởng đến dược liệu của mình. Đầu tiên đó là cái độ ẩm. Độ ẩm cao quá thì nó sẽ làm cho dược liệu của mình bị hư. Rồi nhiệt độ cao quá thì cũng sẽ làm cái ảnh hưởng đến cái chất lượng của dược liệu. Bao bì đóng gói này nó có không có cẩn thận ha thì nó cũng ảnh hưởng. Nói chung là thời gian lưu kho lâu ha, thì nó phải có cái hạn sử dụng bao nhiêu lâu, đó 6 tháng hay là 1 năm. Chứ nếu mà lưu từ năm này qua năm nọ thì chắc chắn là nó sẽ bị hư rồi. Nấm mốc côn trùng, nếu mà giữ trong kho mà điều kiện mà mình không bảo quản tốt thì những cái nấm mốc côn trùng nó sẽ xâm nhập vào. Thì đó là năm cái cách nhân chính, các bạn nhớ năm cái cách nhân này ha. Rồi bây giờ mình sẽ vô vào cái từng phần cách nhân khác nhau. Thứ nhất đó là độ ẩm. Thì cái tác động của độ ẩm đối với lại dược liệu sẽ làm cái gì? Đầu tiên là nó sẽ làm cho nấm mốc và vi sinh vật phát triển, tại vì mấy cái con này nó rất là thích ẩm. Rồi làm tiêu hao hợp chất. Khi mà nấm mốc vi sinh vật phát triển đó, thì chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng đến cái hàm lượng hoạt chất ở trong dược liệu của mình, làm hư hỏng giảm chất lượng thuốc, thay đổi mùi vị màu sắc. Nói chung là hai cái yếu tố nhiệt độ và ẩm nó sẽ ảnh hưởng đến nấm mốc rất là nhiều. Và trong năm cái cách nhân này ha, đây năm cái cách nhân này thì trong đó là nhiệt độ và độ ẩm là hai cái cách nhân nó gây nên tác động nhiều nhất, và nó cũng là tạo cái điều kiện thuận lợi cho những cái tác nhân kia như là nấm mốc và côn trùng nó phát triển luôn. Cho nên là các bạn cũng nhớ đó, là năm tác nhân này thì cái nhiệt độ và độ ẩm là nó quan trọng nhất. Rồi trang điểm của khí hậu Việt Nam mình đó là cái gì các bạn? Khí hậu mình là nóng ẩm gió mùa. Thì mình nóng là nóng rất là nhiều và ẩm là cũng rất là cao và gió cũng nhiều. Rồi cái thời gian mà khô ráo ở trong năm của mình nó chỉ được có 1-2 tháng thôi ạ. Cho nên thì cái điều kiện mà khí hậu ở Việt Nam mình á, nó là một cái điều kiện thuận lợi để cho nấm mốc và vi sinh vật phát triển ha. Rồi thì độ ẩm tương đối của mình là 85%, trong khi cái độ ẩm mà tốt cho dược liệu thì nó chỉ dưới 75% thôi. Cho nên là mình còn biết mình phải giảm cái độ ẩm xuống. Và những cái 2, 3, 4, 7, 8 thì ẩm nhiều hơn. Cái cách khắc phục cái độ ẩm này là mình còn phải giảm độ ẩm xuống. Mình sẽ có hai cách. Thứ nhất là mình giảm cái độ ẩm của dược liệu xuống. Cái thứ hai là mình giảm cái lượng hơi nước ở trong kho. Thì từ cách mình sẽ có như thế này ha. Giảm cái độ ẩm của dược liệu đó là trước khi mà mình lưu kho đó, là trước khi mình nhận cái dược liệu vô kho bảo quản đó, thì mình phải kiểm tra cái độ ẩm của nó trước, xem là nó độ ẩm là bao nhiêu. Thì mỗi cái dược liệu nó sẽ có cái độ ẩm an toàn riêng. Nếu như mà cái độ ẩm ban đầu của dược liệu mình nó không có nằm trong cái khoảng an toàn thì mình phải đưa nó về cái khoảng an toàn ha. Rồi khi mà mình đưa được cái độ ẩm của mình về cái mức độ an toàn rồi á, thì mình sẽ bảo đảm độ ẩm đó không xuống cái quá trình mà mình lưu kho. Còn cái cách mà giảm cái độ ẩm đó, thì mình sẽ dùng cái phát sấy. Thì cái đó thì cái phần cuối cái bài học ngày hôm nay mình sẽ học. Rồi thì đây là những cái mức an toàn của những cái bộ phận của mình. Đầu tiên là rễ nè. Thì cái độ ẩm an toàn của rễ là phải dưới 15%, từ 15% trở xuống.
Tại vì trên 15% thì nó sẽ dễ bị hư, rồi nấm mốc mới mọt nó sẽ tấn công vào, cho nên là dưới 15%. Rồi cái sách, những cái nội dung hôm nay á, một là nó có trong sách, hai là nó có trong cái slide tôi đã gửi cho các bạn trên LinkedIn rồi, mình có thể xem ha. Và về thi thì cũng không có ra gì khác ngoài cái sách với lại cái slide hết. Vui vui thì cho mình phát một đôi giảng ngoài ngày hôm nay ha, chị chắc cũng ít thôi, không có nhiều. Rồi, đối với lại lá cây, vỏ cây, hoa thì cái độ ẩm của nó là 10-12%. Thì những cái độ ẩm này các bạn nhớ nha, cái phần trăm thì mình cần phải nhớ. Rồi, đối với lại hàng, dược liệu của chứa tinh dầu thì cái độ ẩm nó thấp hơn 10%. Tại vì độ ẩm cao quá thì sẽ làm cho hạt nảy mầm rồi tinh dầu nó sẽ bốc hơi, cho nên là gì cái độ ẩm ở đây nó thấp. Dược liệu với chứa tinh bột thì từ 10-14%. Cái này các bạn có nhận ra đây là cái dược liệu gì không? Hoài sơn hay là hoa thị? Ở đây bây giờ trên thị trường của mình là hầu như mình không phân biệt được hoài sơn hay là hoa thị, ngồi họ giả mạo rất là giống luôn. Tuy nhiên thì cũng sẽ có các phân biệt. Các bạn sẽ học ở bên môn dược liệu an toàn và dược liệu thì sẽ chỉ cho các bạn các phân biệt. Rồi những cái dược liệu mà có chứa đường á, thì cái độ ẩm của nó là 15-20%. Rồi cái cách thứ hai á là mình để làm giảm cái độ ẩm đọc xuống á, thì đó là mình sẽ làm giảm cái lượng hơi nước ở trong kho. Thì là giảm như thế nào? Thứ nhất là mình phải xây dựng cái nhà kho cho nó đúng quy cách, chẳng hạn như là nó phải cao ráo, nằm thông thoáng, có máy kim xung quanh ha. Rồi có trần nhà, có quạt thông gió, rồi đặt ở cái nơi nào thoáng đãng, nó tránh cái bị rừng rú rậm rạp ha. Cái kho của mình nó phải thoáng đãng. Rồi mình bảo vệ cái vệ sinh ở trong kho thường xuyên, phải dọn rác rồi quét dọn. Tôi ví dụ như là ở dưới sàn, nếu mà mình không có quét dọn thì cái dược liệu nhiều khi á mình lấy xuất nhập dược liệu, cái dược liệu nó sẽ rơi xuống sàn và đó là một cái cách cho mà dễ gây ra cháy nổ. Cho nên là cần phải quét dọn sạch sẽ thường xuyên. Rồi thông gió bằng cái quạt thông gió hay là cửa sổ ha. Theo dõi độ ẩm thường xuyên và ẩm kế xử lý kịp thời. Thì ở đây mình sẽ có một cái mỗi cái kho thì phải ngâm ẩm kế hết. Nếu như mà độ ẩm ở bên ngoài nó sẽ có hai trường hợp. Một là độ ẩm ở bên ngoài nó sẽ nhiều hơn là độ ẩm trong kho, và hai là độ ẩm ở trong kho nó sẽ cao hơn độ ẩm bên ngoài. Vậy thì nếu như mà độ ẩm ở bên ngoài nó cao hơn thì sao các bạn? Mình sẽ làm cái gì? Nếu như mà độ ẩm ở bên ngoài mà nó cao hơn ở trong kho thì mình sẽ làm cái gì? Đóng cửa. À, mình phải đóng cửa kho lại, không có cho cái ẩm ở bên ngoài vô kho của mình. Còn ngược lại, nếu như mà độ ẩm ở bên trong kho cao hơn bên ngoài, mở cửa xong mình sẽ mở cửa cho gió thông thoáng nó đi vào hơn, nó sẽ giải tỏa bớt cái độ ẩm bên trong. Rồi tiếp tục xử lý hệ thống, sử dụng hệ thống điều hòa. Ở đây mình sẽ sử dụng máy lạnh để mình điều hòa lại cái không khí ở trong cái kho của mình. Dùng chất ẩm nè, thì chất ẩm có thể là vôi, là silicon gel hay là gạo mà rang lên. Rồi bao bì của mình sẽ đóng gói kín lại. Và cái độ ẩm mà lý tưởng cho dược liệu của mình á, để bảo quản là phải từ 75% trở xuống ha. Còn nếu như mà điều kiện khắc nghiệt, ví dụ như mưa rồi, cái tháng mà mưa nhiều thì nó có thể là nó trên 75, nhưng tuyệt đối là không có vượt quá 80. Nhớ các bạn nha, không vượt quá 80%. Thì đây là minh họa một cái hệ thống thông gió của một cái kho. Rồi đây là những cái chất mà nó hút ẩm như là vôi, silicon gel hay là gạo rang lên. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái cách phân thứ hai, đó là nhiệt độ. Đây là cái cách phân quan trọng thứ hai ảnh hưởng tới dược liệu của mình. Cái độ nếu như mà nhiệt độ cao á, thì thứ nhất là nó sẽ làm cho hạt chất bay hơi nè, chẳng hạn như là tinh dầu nó rất là dễ bay hơi, mùi nó sẽ mất hơn, mà tinh dầu mà không thơm rồi thì không còn là gọi là tinh dầu nữa ha. Rồi nó sẽ thúc đẩy phản ứng oxy hóa. Thì những cái dược liệu nào mà có chứa nhiều chất béo á,
thì nó sẽ bị biến chất và thay đổi mùi vị của dược liệu đó. Rồi, nhiệt độ nước ta vào mùa nóng là 27-32 độ C, nhưng mà cái nhiệt độ mà bảo quản tốt là từ 15-25 độ C, cho nên là mình cần phải hạ cái nhiệt độ xuống ha. Ở trong kho của mình á, cái ngoài mặc dù là nó đã được che chắn rồi, nó có cái trần rồi, nhưng mà tuy nhiên á thì cái nhiệt độ mà gần cái trần với lại nhiệt độ mà sát tường á, nó cũng rất là cao, có thể lên tới 32 độ C luôn. Cho nên vì vậy mà mình cần phải dùng những cái biện pháp để hạ cái nhiệt độ xuống. Rồi, đây là cái cách khắc phục. Thứ nhất là cũng là xây dựng cái kho của mình cho nó đúng quy tắc ha. Rồi, thông gió thường xuyên, đóng gói vận chuyển nhanh chóng, không có đóng gói vận chuyển dưới ánh nắng gay gắt. Khi mà đóng gói vận chuyển đó là mình phải làm cho rất rẻ nó, chứ không có để phơi nó ở ngoài trời hay là để qua 1-2 ngày đóng gói xong rồi không có đi vận chuyển, mà phải đóng gói rồi mình vận chuyển liền. Đảo kho theo định kỳ. Những cái dược liệu mà nó ở cạnh tường á thì cái nhiệt độ nó rất là nóng, cho nên mình cần phải đảo cái vị trí của nó thường xuyên. Nó định kỳ là 3-6 tháng gì đó mình cần phải đảo cái vị trí của nó. Rồi, không để dược liệu và thuốc phiến sát tường, sát trần kho ít nhất là cái khoảng cách an toàn là 0.7 mét. Rồi, cái số liệu này mình cũng cần phải nhớ luôn, 0.7 mét ha. Rồi, cái lô tiếp theo đó là bao bì đóng gói. Nếu như mà mình cho nó vô trong một cái bao mà nó không đúng quy tắc thì nó cũng dễ bị hư hơn. Thì tác hại của bao bì không đúng quy tắc sẽ làm dược dễ hút ẩm nè, rồi giúp nấm mốc, vi sinh vật, côn trùng phát triển, thúc đẩy cái hoạt động sống của dược liệu hoặc là cái thuốc phí, thì nó sẽ dẫn đến là hư hỏng. Nhưng như hồi nãy tôi có nhắc tới là hạt, ví dụ như là mình gặp điều kiện thuận lợi thì nó sẽ nảy mầm đi, mà mình đang muốn sử dụng cái dược liệu đó ở cái hình thái là hạt khô thì coi như là nó nảy mầm, coi như là hư rồi ha, không sử dụng được. Cách khắc phục ở cái bao bì này á, đó là mình sẽ thường xuyên giặt giũ bao bì cho sạch sẽ, rồi phơi nắng cho làm khô. Thì đối với lại những cái mà thùng này kia, cái bao gì đó mình cần phải dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ ha. Được cái dược liệu này rồi thì mình sẽ giặt sạch trước khi mà đựng thêm cái dược liệu mới, chứ mình không có trộn lẫn, tại vì cái cũ có thể là nó đã bị ẩm rồi. Rồi, kiểm tra bao bì thì tìm sâu mọt gì sau trước khi mà đóng gói, dùng bao bì thích hợp cho từng loại dược liệu. Mỗi cái loại dược liệu nó sẽ có cái là cái bao bì thích hợp cho nó, chứ không phải là được cái bao bì nào cũng được ha. Ở đây thì mình có một số cái bao bì như là bao nè, rồi cái thùng sắt hay thùng gỗ ha. Thì đối với lại cành, lá, rễ, cồng kềnh á, như là cái cây mà hít mẫu kinh giới thì mình sẽ đóng chặt thành đường kiển ha. Mình sẽ cho vô cái bao bao ni lông hoặc là bao gói, cái gì cũng được, mình cột lại cho nó chắc chắn. Rồi đối với lại cái là hạt như là hạt cá nhân, ý dĩ, hạt sen, thì cái này con sâu nó rất là thích ăn, chuột nó cũng thích ăn nữa, cho nên là mình cần phải đóng trong cái thùng tôn, thùng sắt đó, và trong đó thì phải có cái lót, cái giấy chống ẩm. Rồi còn đối với lại những cái dược liệu mà có tinh dầu, những cái dược liệu mà có tinh dầu thì mình sẽ đóng vào thùng gỗ mỏng có lót cái chắc chống ẩm luôn. Thì các bạn thấy là cái nào, đa số cái nào nó cũng có lót cái giấy chống ẩm bên dưới đó. Rồi đối với lại cái dược liệu mà có chứa cũ, có nhiều chất đường, chất bột, ở trong slide có nói thì mình sẽ đóng vào bao tải nè. Rồi dược liệu quý thì sẽ để trong thùng tôn kính có chất hút ẩm. Rồi còn đối với lại cái dược liệu độc á thì nó phải có một cái khu vực riêng, có một cái tủ riêng để đựng vào, và nó phải tuân thủ theo cái quy định bảo quản của Bộ Y tế nha, chứ không phải là mình muốn bỏ đâu thì bỏ, tại vì nó rất là độc, nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của cái người quản kho. Rồi đối với lại dược liệu là động vật mà có nhiều thịt thì sẽ bỏ vô cái mồng tôn có xuyên tiêu, có giấy chống ẩm. Còn nếu là xương mai, xương hay là xương của một số cái động vật hay là mai, hay là quẩy, hay là xác thì phải phân riêng từng cái, đóng gói bằng bao tải nha, hoặc
không là bỏ vô trong cái sọt tre như là khu mai rùa, yến rùa ha, hay là mai ba ba rồi sắc cây sầu, sắc rắn rồi đó. Thì mình sẽ phân loại ra và bỏ riêng từng cái. Rồi ví như là thỏ, như là con cát, mũ lệ thì mình có thể đóng gói trong cái bao tải hoặc là cái thùng gỗ ha. Nếu mà số lượng nhiều thì mình cứ cắt đóng lên mà rời ra. Rồi tiếp tục cái tác nhân tiếp theo đó là thời gian lưu kho. Rồi, cái ngày này xin lỗi các bạn đó, cái từ bao bì ở trên là cái thời gian lưu kho đó lộn nhầm. Rồi cái tác hại của cái thời gian lưu kho, nếu như mà mình lưu lâu quá thì nó sẽ làm giảm hoặc là mất cái hoạt chất, rồi mình tốn cái công sức cũng như là cái chi phí bảo quản hơn, thì nó ở trong lâu quá trong kho thì chắc chắn là mình phải cực hơn. Rồi thay vì cho nó đi sớm đi. Rồi ví dụ như là cái một cái dược liệu tinh dầu không có đóng gói thì mình không có bảo quản kỹ á, nếu như mình để 6 tháng ở trong kho của mình thì cái hàm lượng tinh dầu nó sẽ giảm 15-20%. Còn nếu như mà mình để từ 6 tháng đến 1 năm thì sẽ giảm tới 50% cái hàm lượng tinh dầu. Còn nếu như mà được đóng gói kỹ lưỡng á thì sẽ giảm chỉ dưới là 10% mà thôi. Rồi đối với lại cái thời gian lưu kho này để khắc phục á thì mình phải tuân theo một số cái nguyên tắc như sau. Thứ nhất là mình phải sắp xếp phân loại cho nó hợp lý theo cái nguyên tắc là free for rồi free for. Ở đây có hai cái cụm từ ha. Thứ nhất là free for là mình nhập cái nào mà nhập trước thì xuất trước. Còn cái free for là mới nhập á thì mình sẽ xuất sau, có nghĩa là nhập sau xuất sau, rồi nhập trước xuất trước. Rồi nó sẽ có một cái nguyên tắc nữa là gần nhập hết stock á, nếu mốt mà bảo quản thuốc á thì là cái nào mà nó gần hết stock trước thì phải cho đi trước. Tuy là những cái nguyên tắc nó khá là đơn giản cho mình, nhắn mình cũng biết, nhưng mà nhiều khi mình vô trong thực tế thì lại quên cái chuyện là ghi lại cái ngày, cái hạn dùng của từng cái, kiểm tra hạn dùng của từng cái để cho nó đi trước. Rồi nhập trước thì xuất trước mà nhập sau xuất sau ha. Rồi với lại nhập xuất theo thời vụ nữa nè. Và cái thời gian mà còn kho của một cái dược liệu hay là cái thuốc phí của mình á thì không có quá 6 tháng. Rồi cái con số này mình nhớ luôn nha các bạn. Rồi mình tới tác nhân tiếp theo đó là nấm mốc và côn trùng. Đầu tiên là nấm mốc ha, thì để cho nấm mốc nó phát triển á thì nó sẽ cần những yếu tố. Thứ nhất á là nước, hai là nhiệt độ và thứ ba là thức ăn. Thấy nó giống như là cơ thể của mình không? Rồi thì trong cái cơ thể của nấm mốc á thì nó có 90% là nước. Dưới 75%. Dưới 75%, vậy thì trên 75% là bắt đầu nấm mốc nó sinh sôi và nó phát triển được rồi đó. Rồi, nhiệt độ mà nó sống lý tưởng là từ 15-40°C. Nó có thể sống được 15-40°C, còn lý tưởng là từ 25-37°C. Và tuy nhiên đó thì cái bào tử của nó có thể sống được tới 100°C lận. Cho nên nhiều khi là dược liệu của mình mà mình sấy ở 70°C rồi có thể gì được nấm mốc rồi, nhưng mà cái bào tử của nấm mốc thì nó vẫn chưa gì. Cho nên là mình cần phải theo, mặc dù là đã sấy xong nhưng mà cũng cần phải theo dõi trong cái thời gian mà lưu kho ha. Rồi cái thức ăn của nó là nó rất là thích ăn những cái dược liệu mà nó có chứa nhiều cái hydrat carbon ha, nó ngọt ngọt, nó rất là thích. Rồi khi mà ăn xong á thì nó sẽ ị ha, nó sẽ ị ra ngoài môi trường của mình là những cái axit hữu cơ, muối, các điện giải, thì những cái chất đó nó sẽ làm giảm cái phẩm chất của làm giảm cái chất lượng của dược liệu của mình xuống. Rồi lát nữa mình học tới cái tác nhân chuột thì mình cũng thấy đó, nó ăn thì nó hư dược liệu của mình, còn nó ị thì nó cũng làm hư dược liệu của mình luôn. Rồi để phòng chống nấm mốc thì mình cần phải làm gì? Thứ nhất là mình phải chống ẩm, tại vì nó sẽ phát triển
tốt ở ở độ ẩm là trên 75% đúng không? Thì mình phải oxy 75% thì mình phải giảm cái độ ẩm xuống dưới 75% ha. Thường xuyên kiểm tra những cái dược liệu nào mà nó đã bị nắm mốc rồi mình phải cách ly nó ra. Mình cách ly nó ra, mình xử lý rồi mình sẽ bảo quản nguồn trở lại. Cái nào mà mình giữ được á thì mình giữ, còn cái nào mà mình thấy là bị nắm mốc nhiều quá thì bắt buộc là mình phải bỏ cái dược liệu đó luôn. Rồi vệ sinh quét dọn qua sạch sẽ nè. Nếu mà bị ẩm mốc thì với cái dược liệu có dễ bị ẩm mốc hay là dược liệu mà có chứa cái giá carbon đó thì mình phải để riêng ra, để cái khu vực riêng để mình biết mình quản lý cái đó nó chặt chẽ hơn. Tại vì để chung á thì nhiều khi mình quên á ha. Rồi côn trùng á, đó là cái lời nắm mốc. Còn cái côn trùng thường thường là mình sẽ gặp những cái con côn trùng như là sâu mọt, rồi con mối với lại là con chuột. Thì đối với lại cái sâu mọt, đặc điểm của nó là nó có thể là nó phát triển là nhờ những cái yếu tố như sau. Thứ nhất là thức ăn, ánh sáng, độ ẩm, không khí, nhiệt độ, rồi cái cấu tạo bên ngoài cái dược liệu nữa. Thì cái thức ăn của cái con sâu mọt này nó sẽ ăn cái cellulose, sẽ ăn tinh bột, ăn đường á, cái gì ngọt ngọt là nó đều thích. Nó cũng giống như là em bé vậy đó. Rồi tiếp tục, trong cái những cái thức ăn này nó sẽ làm cho cái con sâu mọt nó sẽ phát triển nhanh, sinh sản nhiều và cái tỷ lệ tử vong nó sẽ ít hơn. Về nước á, thì nó sẽ lấy cái nước ở trong dược liệu, cho nên là cái dược liệu nào mà nó có nhiều độ ẩm á, thì nó sẽ dễ bị sâu mọt hơn, tại vì nước ở trong đó nó nhiều hơn. Rồi cái độ ẩm mà thích hợp cho cái sâu mọt phát triển là từ 15-18%. Nếu như mà độ ẩm nó dưới 9% á, thì cái con này nó sẽ ngừng sinh sản, khô quá nó không thích, nhiệt. Rồi về ánh sáng á, thì nó thích ở trong bóng tối, nó không thích ánh sáng á. Không khí nó sẽ hay bơi bơi ở ngay cái nơi mà có thoáng để nó có không khí để nó thở, như là gần cửa sổ hay là cửa thông gió nè. Còn nhiệt độ để cho nó phát triển nó là từ 25-35°C. Thì mấy cái nhiệt độ này các bạn chỉ cần nhớ lắm. Nếu mà ở 38-40°C hoặc là dưới 15°C thì nó sẽ bị tê liệt, hoặc là tê liệt là không có sinh trưởng, không phát triển đó, nó bị xỉu á, nó nghiêng tại chỗ. Nhưng mà nó chưa có chết nha các bạn. Nếu như mà gặp cái điều kiện thuận lợi, nó sẽ sống trở lại thôi, nó sẽ hoạt động trở lại. Còn nếu như mà ở cái nhiệt độ mà cao hơn là 48-55°C hoặc là dưới 3°C thì nó mới chết. Rồi nó sinh trưởng và phát triển mạnh nhất vào cái tháng 6-7-8. Thì tại sao nó lại phát triển mạnh vào 3 tháng này các bạn? Ẩm nhiều, mưa nhiều, đúng không? Đó là do mùa mưa của Việt Nam mình ha. Rồi, ngưng hoạt động vào cái tháng là 12, tháng 1, tháng 2. Thì ba cái tháng này là tương đối là nó khô hanh, độ ẩm nó thấp nên là nó không có phát triển nhiều ở đây. Phát triển nhanh ở những cái dược liệu mà đã chế biến, cũng rác. Nó không có thích ăn vô cái con sâu mọt này á. Các bạn để ý đó, ở nhà mình, bạn nào mà là nhà mình có trồng lúa hay là trồng đậu gì đó, thì các bạn thấy là cái con mối mọt này nó thích ăn những cái gì mà nó vụn nát, càng vụn nát nó càng thích ăn. Còn những cái dược liệu mà là cành cây hay là rễ cây gì mà khô cứng quá nó không có thích, nó gặp nó có nổi đâu. Nó thích cái gì đó mềm mềm và ngọt ngọt. Nên là mình sẽ bảo quản những cái thứ mà vụn nát mình sẽ để riêng qua một bên, và những cái dược liệu mà có chứa cái hydro carbon mình cũng để riêng ra. Rồi tác hại của sâu mọt nó sẽ gây ra cái gì? Là nó sẽ làm giảm cái số lượng và phẩm chất. Tại vì nó ăn thì chắc chắn là nó sẽ làm giảm số lượng rồi đúng không? Rồi nó sẽ làm giảm cái chất lượng của dược liệu mình xuống. Gây từ đó là sẽ gây ra tổn hại về kinh tế, đó là chuyện hiển nhiên. Cái này là không cần học cũng biết rồi đúng không? Rồi biến đổi phẩm chất, màu sắc, mùi vị của dược liệu, phúc tản nhanh cái sự hư hỏng của dược liệu, nó sẽ cộng hưởng với nhau không? Rồi để phòng tránh thì cái sâu mọt này cũng như bệnh ha, mình phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Mình phải trồng phòng cái sâu mọt trước khi mà nó diễn ra ha, trước khi mà nó ăn cái dược liệu của mình. Thì để mà phòng á thì mình sẽ theo dõi độ ẩm nè, rồi kiểm tra dược liệu nè, rồi cách ly cái lượng dược liệu bị nhiễm á. Nếu
mà bị nhiễm mốc sâu mọt rồi á thì sẽ cắt ly nó ra và xấy trở lại để loại bỏ cái sâu mọt đi ha. Cho khi mà loại bỏ sâu mọt rồi mình mới quay trở lại mình bảo quản như bình thường. Rồi còn nhiễm sâu mọt á thì nó sẽ có ba cách. Thứ nhất là phơi nắng. Đối với lại cái dược liệu là hạt và củ này với củ chưa chế biến á mà hoa lá với cái tinh dầu thì mình sẽ phơi. Tại vì xấy thì nó sẽ bị mốc chất. Còn đối với lại khi mà mình xấy rồi thì đối với lại củ mà đã chế biến rồi thì cái nhiệt độ xấy ở đây là 40-60°C. Và những cái con số này thì mình cũng cần nhớ luôn nha. Rồi không có chứa tinh dầu thì sẽ xấy ở 60°C, còn có chứa tinh dầu thì xấy ở cái nhiệt độ rất là thấp, và đó là 35-45°C. Rồi cái thứ hai nữa, cái thứ ba nữa, ngoài phơi và xấy xong xong thì mình phải phun cái thuốc sát trùng ở những cái nơi mà ví dụ như cái vị trí ở cái góc đó nó bị sâu mọt rồi thì mình sẽ dọn dẹp cái dược liệu ở đó đi qua bên chỗ khác và mình phun cái thuốc sát trùng ở xung quanh cái khu vực đó. Rồi tiếp tục mình qua một cái con côn trùng theo mà ảnh hưởng đến dược liệu của mình, đó là con mối. Ngày xưa thì mới mình mua, các bạn có chơi cái trò là bắt mối không? Bắt mối đem đi kho không? Không biết hả? Không biết điều đó hả? Hồi xưa là trời mưa, cái con mối nó mua lên trên bóng đèn á. Xong rồi cái đứa con mối mua lại, bắt nó khỏi trong cái thao nước. Thì cái thao nước á, xong rồi cái cắn mối nó dính vô trong cái thao nước á. Cái con mối nó đâu có bay được đâu. Cái nó dậy dậy đi ngồi cho nó chết. Cái xong cái mình lặn cái bánh của nó, xong mình lấy cái mình đó đem đi kho. Thì lý thuyết của tôi, lý thuyết tôi biết là vậy đó. Còn thực hành thì tôi chỉ ngưng lại cái chỗ là tôi bắt thôi ạ. Chứ tôi không biết, tại không người lớn ở nhà không có làm tới cái bước mà là kho hay chi gì nữa. Mà thấy nó giả mang quá ha. Nhưng mà nhìn lại mình thấy mình chơi cái trò đó thì không có nhân đạo đúng không? Rồi tiếp tục để phòng tránh mối thì mình cần phải phát hiện cái tổ mối nó nằm ở ngay nào ha. Thì cái nguy hiểm nhất đó là cái tổ mối nó lại nằm ngay trong cái kho của mình thì rất là nguy hiểm. Cần phải phát hiện tổ của nó, đường đi của con mối, rồi nơi ở của con mối là ngay chỗ nào. Rồi mình sẽ sắp xếp cái dược liệu nó xa tường, xa tầm nhà. Hồi nãy cái khoảng cách của mình, khoảng cách an toàn mình cũng 0,7 đó là 0,7 mét. Và dược liệu là không có để ở dưới đất, phải để trên kệ đàng hoàng ha. Và ở dưới đất đó thì phải có giống như là có cái một cái pallet đó là để kê cao hơn cái mặt đất chứ không có để dưới mặt đất. Rồi dùng những cái hóa chất để diệt mối, thì những cái hóa chất này các bạn có thể xem thêm ở trong giáo trình của mình ha, chăm sóc thì nó có liệt kê đầy đủ như là cách làm như thế nào, diệt hết là sao ha. Thì nó có nói cụ thể ở đây thì tôi chỉ liệt kê tên thôi. Rồi tiếp theo một cái bạn nữa mà nó ảnh hưởng đến cái dược liệu của mình đó là bạn chuột. Tác hại của bạn chuột này đó, thì nó sẽ làm giảm, thứ nhất là nó ăn thì nó sẽ làm giảm cái số lượng của dược liệu của mình hơn, rồi làm giảm bản chất và thiệt hại về kinh tế, cái này là dĩ nhiên luôn. Thì còn chăm sóc như thế nào? Vệ sinh sắp xếp kho gọn sạch, tìm và lắp kín cái hang chuột lại, chắn cửa sổ, cổ không hơi bằng lưới sắt, khơi thông cống rãnh, sắp xếp dược liệu và bao bì phù hợp, không để chuột thành tổ, vân vân. Cái đó là mình phòng con chuột. Còn nếu như mà có chuột nhiều rồi thì mình sẽ diệt nó, diệt bằng bẫy nè, bằng keo chống chuột. Một cái sáng chế của trung tâm hóa màu, công nghệ hóa màu gì đó đúng không? 30 năm rồi vẫn còn nghe dùng hóa chất bả chuột rồi nuôi mèo, vân vân. Mèo. Bây giờ ngày xưa thì con mèo nó sợ chuột, nhưng mà ôi xin lỗi, con chuột nó sợ con mèo. Bây giờ thì hình như ngược lại rồi. Nhà chạy tôi có nuôi con mèo ăn mà nghe tiếng hầm, nghe tiếng cuộn chít 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 thì nó chạy rất rít luôn á. Chạy nó sợ lắm. Rồi những cái lưu ý khi mà mình dùng hóa chất á, thì nãy giờ mình thấy mình dùng hóa chất diệt mối nè, mình dùng hóa chất diệt chuột, thì mình lưu ý là khi mà mình sử dụng những cái hóa chất này, thứ nhất là mình phải đảm bảo cho nó
an toàn, không có độc cho mình cũng như là không có độc cho môi trường xung quanh. Tại vì những cái hóa chất này đều là cái hóa chất cực độc, nó gây chết những cái con đó thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mình, chứ không phải là nó gây chết nó mà nó không ảnh hưởng đến mình. Tại vì nó là sinh vật sống thì mình cũng là sinh vật sống mà. Rồi đề phòng nhiễm độc cho người tiếp xúc trực tiếp. Rồi dược liệu mà sau khi xử lý cái hóa chất thì phải để 2-3 tuần mới được sử dụng ha, thì để cho cái nồng độ hóa chất của nó chlorine hết. Rồi đóng kín cửa sổ, cửa kho, lỗ thông hơi khi mà không thuốc, chứ nếu như mà mình mở ra thì cái hóa chất sẽ bay đi mất rồi, đúng không? Rồi 2-3 ngày sau khi mà mình không thuốc á, thì mình mới mở cửa đi vào. Và khi mà mình mở cửa thì mình cũng phải để cho nó từ 30 phút cho đến 1 tiếng thì mình mới đi vào ha. Chứ nếu mà mình đi vào liền á, thì nồng độ hóa chất ở trong đó nó vẫn còn, có thể là mình sẽ bị gây ngộ độc. Rồi, tiếp theo là kỹ thuật bảo quản cái phẩm thuốc cổ truyền. Thì tới đây chắc là mình sẽ ngừng giải lao một tí xíu ha. Mình sẽ chơi một cái game, mình ôn lại những cái điều mà nãy giờ mình học nha. Xem là còn đọc lại cái gì con quá trời con số luôn. Thì cái phần chính của bài ngày hôm nay là nó vừa, các bạn đã vừa học xong rồi đó. Thì nó sẽ có rất là nhiều cái câu hỏi trắc nghiệm ở trong đó. Thì bây giờ mình sẽ chơi một cái game nhỏ nhỏ để ôn lại kiến thức nha. Rồi, các bạn cài, các bạn có 5 phút, mình cài cái ca khúc đó vào.